gọi là APA 7 chẳng hạn thường các bạn hay dùng 7 hoặc là dùng Vancouver đúng không thì mình sẽ chọn đây luôn này chúng ta click ok Đấy. như vậy là mình đã xong cái bước là mình chọn rồi và bây giờ thì chúng ta sang đến cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ sẽ có thể à, gì nhỉ, à, lấy tài liệu về trên này, đó, lấy tài liệu về đây Thế thì muốn lấy tài liệu về đây thì đơn giản chúng ta vào Đây Để cho nhỏ ra để cho mọi người dễ nhìn nhé Đấy. Ở đây nhé à, Lúc này tôi vừa nói là chúng ta có thể tạo ra một cái thư mục Ở đây là training chuyên uh, ninh chẳng hạn đúng không Hoặc là bây giờ tôi có thể tạo ra một cái thư mục mới Đấy, Tôi đặt tên là New Subcollect à, Đây mình cho vào đây nhé New Collection này Đấy Ví dụ như là Mình sẽ cho là uh, Thực hành Zotero nhé Đấy Ví dụ này. đấy Thì tôi sẽ tạo ra một cái Thư mục mới Và trong này nó không có gì cả Không có tài liệu gì cả Và bây giờ tôi sẽ vào đây Tôi sẽ tìm này Giả sử như là tôi vào PubMed nhé Vào PubMed này Bây giờ tôi muốn tạo tìm Một cái tài liệu gì đấy Chẳng hạn Đúng không Từ lệ về HDG chẳng hạn đấy, Hay là hát failure chẳng hạn đúng không đấy, ví dụ như thế đấy. và tôi muốn lấy giả sử như là tôi muốn lấy cái tài liệu này chẳng hạn đúng không đấy kích vào đây một cái đấy và lúc này chúng ta đã chọn cái tài liệu này rồi nhé mình mở cái tài liệu này ra này thì chúng ta sẽ kích vào cái phần mà Zotero ở trên này mình kích vào đây đây Zotero đây kích vào đây đấy Đây. nó hỏi là chúng ta đã cài đặt cái bộ kết nối này rồi mình kích vào gót ít này đấy, và sau đó thì mình sẽ kích vào đây thế thì mình kích vào đây một cái thì nó sẽ hỏi là chúng ta ở đây mình có mấy cái thư mục đúng không đấy thì nó sẽ nó có là lưu vào cái thư mục nào đấy mình sẽ lựa chọn là thực hành Zotero đúng không mình chọn vào đây một cái đấy, thì nó sẽ vào đấy còn không chúng ta sẽ lựa chọn những cái thư mục khác để thì tùy nó sẽ nó sẽ chui cái tài liệu vào đúng cái nơi mà mình yêu cầu nó đúng không đấy thế chúng ta sẽ mở ra đây chúng ta thấy là gì đấy mình mở vừa vừa mới làm xong cái là nó tự động nó chui vào đây rồi đúng không đấy, đấy là chúng ta chọn một nhé thế còn nếu mà chúng ta tìm ở đây này tìm ở đây chúng ta có một loạt ở đây này thậm chí có một loạt ở đây thì mình có thể kích vào đây một cái đấy thì nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái tài liệu mà mình tìm ở trong này thế thì chúng ta có thể kích vào đây mình chọn chọn những cái tài liệu này giả sử mình lấy muốn lấy hết thì mình có thể là select all select all cái thì nó sẽ đẩy hết vào hoặc là mình có thể chọn một số thôi cũng được đấy, giả sử ở đây tôi chọn hết nhá tôi click ok một cái này đấy thì tự động là gì là nó sẽ tải hết về nó tải hết về cái tài liệu này về máy của mình luôn đấy, rất là nhanh chóng rất là tiện thì đấy là đối với đây là đối với lại PubMed nhé. Nhưng ngoài ra chúng ta cũng có thể vào các cái các cái trang web khác bất kỳ trang web nào mà nó có một cái tài liệu hoặc là các văn bản ấy hoặc là chúng ta có thể tìm ở trong uh, Scholar, Google Scholar cũng được Google Scholar nhé kích vào đây thì sau đó thì mình có thể đánh cái từ gì đấy chẳng hạn, ví dụ như về Mental Disorder chẳng hạn đúng không, đấy. Đúng tương tự như vậy nhé chúng ta tìm rất là nhiều, nếu chúng ta chọn một cái này, chọn một cái này Đấy, chúng ta vào một cái nhé đúng không Thì cái hệ thống này nó cũng tự động nó nhận ra cái đấy thì mình sẽ kích vào đây đấy thì lập tức là gì là nó lấy về đây cho mình rồi đấy. mình chọn ở bên này nhưng mà nó đã lấy về bên này cho mình một cách rất là nhanh chóng rồi nó kết nối với nhau tất cả nó kết nối với nhau đấy. rồi thì đấy là còn cái nữa là giả sử như về văn bản pháp luật chẳng hạn nhé chúng ta có thể vào ở trang web của bộ y tế chẳng hạn bộ y tế nhé chúng ta có thể vào cái trang về vào một cái văn bản luật nào đấy hoặc là đơn giản chúng ta có thể vào một cái một cái nội dung nào đấy ví dụ như hợp tác y tế việt nhật này chẳng hạn kích vào đây cái đúng không đấy một cái bài báo như này mình cũng có thể lấy vào đây được mình sẽ kích vào đây đấy, kích vào đây đấy, thực hành này đấy nó vào luôn này vừa ấy một cái thì nó đã vào luôn sang bên này rồi đúng không đấy. và chúng ta lưu ý chỉ có một cái lưu ý là gì khi mà chúng ta lấy các cái tài liệu mà nó không nó không phải là các cái tài liệu mà các cái gì nhỉ các bài báo nó không phải là các bài báo chuẩn mực ấy thì những cái tài liệu này thì đôi khi là cái cấu trúc của nó nó sẽ không nó sẽ không đúng nó sẽ không đúng với lại cái 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 yêu cầu của mình thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa lại chỉnh sửa lại sao cho nó phù hợp thế còn những cái tài liệu mà nó đã chuẩn mực như này rồi chúng ta nhìn đây đấy tay tổ author các thứ này, này đều ok hết rồi thì lúc này chúng ta không không cần phải quá quan tâm đúng không chúng ta đã chúng ta chúng ta đã uh, cài đặt xong này chúng ta kết nối xong này và sau đó thì chúng ta đã lấy thông tin vào trong cái cái thư viện của mình đúng không này đây cái này nó chính là thư viện này cái này chính là cái thư viện của mình này đúng không và bước tiếp theo là chúng ta sẽ trích dẫn đúng không trích dẫn nhá đây thì tôi sẽ để sang bên này thực ra trích dẫn thì mình không cần phải quá quan tâm đến cái này vì mình đã có trong này rồi cái này nó khác với lại enote. endnote thì mình cần phải qua lại qua lại nhưng mà đối với lại Zotero thì mình không cần. Đấy. Cái giả sử như là tôi có một cái tài liệu kiểu kiểu như này. Đúng không? Đấy, một cái tài liệu vui vẻ như này. Đúng không? Và bây giờ tôi muốn trích dẫn. Đúng không? Muốn trích dẫn. Và nhớ là như này. Khi mà chúng ta cài cho nó đúng ấy. Thì cái cái trên cái menu Word của mình ấy. Là nó phải có cái Zotero giống như này. Đấy, nó có biểu tượng Zotero. Và nó có mấy cái Đấy, mấy cái thứ như thế này Đấy, nếu mà bạn nào làm đúng như này thì là đúng, đúng không? rồi Đấy. và bây giờ chúng ta sẽ trích dẫn này trích dẫn thì cũng tương tự như là với EndNote đúng không mình sẽ chọn cái vị trí trích dẫn Đấy, giả sử như tôi muốn trích dẫn vào cái câu này chẳng hạn Đấy, tôi sẽ cho con trỏ ruột vào đây đúng không Đấy, tôi cách ra một tí sau đó tôi sẽ kích vào cái add and edit citation này kích vào chỗ này nhá Đấy thực ra chúng ta chỉ có hai cái hai cái nút mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất thứ nhất là cái này và cái hai là cái này Đấy. bây giờ mình sẽ tác động vào cái này đã nhá tác động cái này Đấy. mình kích vào đây Đấy. và cái lần đầu tiên khi mà chúng ta trích dẫn thì nó sẽ hỏi chúng ta là lựa chọn cái style nào Đấy. ở trong này nó có rất là nhiều các cái style khác nhau đúng không và chúng ta nếu mà chúng ta thấy là cái style này nó không nó không có cái style phù hợp với mình thì các bạn có thể kích vào cái manage style Đấy, thì lúc này mình sẽ có thể uh, sorry, rồi nó chạy đâu mất rồi, Many style đấy, thì lúc này nó mở ra như này và trong này chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái style khác nhau và nếu mà chúng ta thấy chưa đủ đúng không, mình sẽ kích là get additional additional style, đấy, thì lúc này nó sẽ mở ra như này và lúc này mình có thể tha hồ mình chọn cái style phù hợp lúc này nó kết nối với internet nhé các bạn phải mở internet đấy. đấy, thì trong này nó có cả cái style của Việt Nam có một cái nhóm ở Việt Nam tạo ra này các bạn nhìn thấy Việt Nam này đấy. có một số các cái tạp chí này ở Việt Nam này nó có cái style trên này rồi thì mình sẽ chọn ở trên này đúng không mình kích chọn cái thì nó sẽ tự động nó sẽ chui vào đây được chưa đấy, trong trường hợp không có còn không nếu ở đây các bạn sử dụng cái gọi là APA 7 chẳng hạn đấy. thường các bạn hay dùng 7 hoặc là dùng Vancouver đúng không thì mình sẽ chọn đây luôn này chúng ta kích OK đấy như vậy là mình đã xong cái bước là mình chọn style đấy. về sau mình muốn đổi đúng không đấy. muốn đổi thì mình chỉ việc là gì mình kích vào cái chỗ là document reference này để mình đổi sang cái style khác Thế thì các bạn sẽ kích là additional style kích vào đây này đấy. ok này đấy. thì nó sẽ hiện ra một cái ô ở phía giữa này Đấy. đấy. lần đầu tiên là lần đầu tiên nó hỏi đây nó sẽ hiện ra cái ô như này thế thì các bạn sẽ kích nó sẽ có hai cách nhưng mà thường thì cái cách đơn giản nhất là các bạn sẽ kích vào cái chỗ này này đấy nó sẽ hiện ra cái gọi là classic view và cái này là cái tiện nhất mình kích vào đây một cái đấy. thì nó sẽ hiện ra cho mình là toàn bộ các cái các cái tài liệu nó nằm trong thư viện của mình thế thì nếu mà chúng ta muốn trích một tài liệu thì mình sẽ chọn đúng cái tài liệu đấy thôi kích chọn tài liệu này Sau đó kích ok này đấy. như vậy là nó đã chui vào đây rồi đúng không vào phía dưới này chưa có gì đâu nhá chưa có gì Đấy. muốn có gì thì chúng ta sẽ cần phải đưa con trỏ chuột xuống phía dưới này sau đó chúng ta kích vào cái phía trên này Đấy, nó add edit này đúng không mình kích vào đây một cái Đấy. thì lập tức mình đã có cái phần mà tài liệu trích dẫn tương ứng với phía trên đúng không ở đây mình thường mình sẽ ghi là gì tài liệu tham khảo đúng không? Đấy. Được chưa? Rồi, tiếp theo nhá. Giả sử như là chúng ta muốn trích dẫn hai tài liệu, đúng không? Mình lại vào đây. hai hoặc là trên hai thì mình kích vào đây một cái. Thì nó hiện ra cái này. Tiếp tục này. Mình kích vào đây này. Kích vào Class Six View này. Đấy. Và lúc này chúng ta muốn trích dẫn nhiều tài liệu thì chúng ta sẽ cần phải kích vào cái chỗ là Multiple Sort này. Đấy. Mình kích vào đây. Đấy. Thì lúc này nó sẽ cho phép mình chọn nhiều tài liệu. Giả sử tôi chọn tài liệu này này. Đấy. Chọn tài liệu này này Đấy, giả ba cái đi nhá Đây giờ xử hợp tác y tế Việt Nam luôn này Để, ví dụ thế đúng không sau đó mình kích OK Đấy. thì lúc này nó sẽ chui vào chỗ này Đấy. và bởi vì lúc nãy mình đã add cái này rồi nên nó tự động nó sẽ nó sẽ chui xuống đây Để, đúng không cái đấy là cái cách tài trích dẫn kiểu APA thì nếu giả sử chúng ta muốn đổi đúng không mình sẽ kích vào document này mình muốn chuyển sang Vancouver chẳng hạn đúng không? Đấy, trích vào Vancouver. Đấy, kích OK một cái. Đấy thì nó sẽ chuyển sang dạng Vancouver nó giống như này. Đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như vậy. Mình giả sử mình làm thêm một cái nữa nhé. Đấy, add này. Đúng không? Kích vào đây. Classic view. Đấy. Đấy, tôi muốn trích dẫn hai cái đi. Highlight này. AQ này. Đấy, ví dụ như vậy. Đúng không? Đấy, OK. Cả. đấy Như vậy tôi có 6 cái trích dẫn rồi 6 cái tài liệu trích dẫn ở phía dưới này rồi Đúng không Thì tóm lại là cái việc mà Cái việc mà cài đặt này Kết nối này Sau đó thì cái trích dẫn thì đơn giản nó chỉ có vậy Và nhớ là gì Để mà có thể trích dẫn được Thì chúng ta cần phải kết nối này Chúng ta cần phải cài đặt thêm cái gọi là gì nhỉ Cái, cái tiện ích bổ sung này Là Zotero Connector này và một cái nữa là muốn trích dẫn được vào trong Word thì chúng ta cần phải đảm bảo là cái menu Zotero này nó phải hiện ở trên Word thì lúc đấy chúng ta mới có thể trích dẫn được. Rồi, hy vọng là với lại cái hướng dẫn vừa rồi của tôi thì các bạn đã có thể làm được. <laughs> Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi